chào bạn hả? Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Và fan game online mình quay trở lại đây ha. Anh ta tiếp tục với cái tập tiếp theo nào. Rồi đạm đạo. Tập này ngồi đạp đảo uống trà thôi nha, nhìn bốn thằng uống trà 12 giờ đêm rảnh đâu, chưa đi ngủ. bốn thằng ngồi đạp đảo thế đi nào. Và anh đây có cái ghế nữa nè. Đó, đúng chuẩn luôn rồi Thêm đó. thêm Kêu thêm kêu kêu mấy em kia lại ngồi đạm đạo. ngồi đạp đảo uống trà thế nào, thêm xây ghế thêm nè, Và tìm đọc ghế cái giùm em ghê nào. vậy. Ây da, bị kẹt rồi. Kêu là tập trung lại đây, đừng có TP nha, TP cái là xong luôn. Thanh niên mày ngồi cái gì đấy? Ai có thanh niên không đang ngồi cái lũng đi em nó cắm cái gì đấy xuống đất lấy cạnh là cái gì đấy cái Ngồi ngồi trên lũng cái đi tên go HD. Anh chị cho mình nhớ cái giường chứ. nhớ Mình ơi. Kệ anh ngồi trên cái tên kìa. Tiếp anh ơi, tiếp anh chị trong ơi. ok Dừng sau lưng anh. Năm chiếu là năm bá đạo nhất năm. Rồi đập đạo mới ghê chứ. Dạ anh bốn em mối gì à? Cái thằng kia thằng Nghi ta chi nó ngước lên trời nhìn gì vậy? Làm ngắn ngắn thôi anh. Nó hoài ngồi kế ghế của anh mới ghê chứ. Anh là công túa mà dám ngồi chung với anh kìa. Ba nhạc cộng với anh chị chơi Phương rồi. Đâu 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 đâu. Kệ ngồi kế bên anh kìa. Ê con trẻ trâu đứng ngoài nó muốn tham gia nó kìa. Nên bị cắn mới khủng. Anh bị cái gì anh lắc hoài không biết. À, dễ dâu ở cắn nè. Làm gì hoài không? Ba các bạn cấp nãy ngồi tình cảm rồi để các bạn bự này vô nằm ngủ luôn không rồi. Đảm đảo ơi. Không làm được anh thì không. Đang chơi sáng rồi, chơi sáng em ơi. Chính là trời tối. Rồi đó anh. Rồi đang tí. Anh Phương nằm đi, TV phê đúng rồi, anh Phương nhìn nào. Rồi nằm đi anh xem nào. Dùng dùng Rồi dùng dùng ảo thuật. Nè. Sao hay vậy? Này giống giống như là em nằm xuống thì TP nó bị dính đó, giống như là thôi miên vậy Đừng có đập Vừa vậy. Đừng vừa có đập tối cái mình giường. nằm ai đập vậy? Quỷ nó đập rồi. Nên sao đấy một cái giường nó làm sao Đi nằm đi vô thôi trong này miên nè, vậy? vô trong này đặt nè, vô trong này đặt nè, nó không bị phá. Đặt hai cái giường nó nằm gì? Rồi vô đi, vô đi rồi TP lên đây nè, anh sẽ làm nhà ảo thuật, anh thôi miên chưa? Thì sao nhanh nhanh Rồi khoan 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 anh TP cho anh nè. gì vậy Lắc lắc kìa, hiện khùng cái ghế lắc kìa. tới bên em nè Ok. Nằm đi, nằm im á. nào Đó. ơi này này đất Lọc đất, lọc đất, ủa lọc đất. dặm dặm cái mặt ảnh mặt chó ủa Con không chó. gì không ai giống giống chùm hả Nè, mọi bài giống chùm nè, nè. sao đi này vui vẻ lau nhà Nên nào nó chờ nào. Ai muốn đập giống như cho vua không? Lại đập lại đi. Đập lại đi anh thôi miên chỗ này nè. Sao em chắc nó sao đặt xuống kìa, nó biến thành king vua luôn kìa. đây nằm xuống nào cái anh giường cái giường đâu rồi đây, rồi rồi Bùm. lên đi anh Rồi nằm xuống Chết chưa? ba rồi rồi Đó. đó kìa thấy chưa nhưng kiểu thôi miên ra trên không kìa Phan 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 quay phan trên phan không hả nè, đúng chuẩn luôn nè, đúng chuẩn luôn nè, đứng đứng đây đi, đứng đây đi. Rồi rồi đứng nằm ngay chân bàn luôn nè. Đó phan phan chứ. quên vậy lộ ra lộ rồi Ê, bị hút rồi, bị hút rồi, bị hút bạn đó. đấy Phan đốt lửa, đốt lửa dưới đi cho nằm trên lửa. đốt lửa hả Nó đốt lửa nhà hả ảo thực tài ba ghê ta. ok Đi. Không đốt được anh Đó. ơi, tao bảo không cho đốt. Sao hả? Nó trong Đó. cháy. Đốt lửa bằng cái ngọn ngọn ấy được mà, cắm đuốc vô cũng được mà. Đây là có cách, có cách. Ờ. Không được luôn. Đó, thấy thông miên ghê chưa? Ok. Ok.
Kìa, nằm trên gông kìa. Cái lỗi mày gấp thằng Thánh không bao giờ fit. Nè, nghe nè, không biết lâu rồi, Phan anh cứ bảo em hát không á, nó ghê chứ. Đó, nghe chưa? Dặm mặt, đứng dặm mặt không vừa. Ủa thích là ổn cái gì? Đang tranh thủ cơ hội dở lắm. Thanh niên này bị gì lắc lắc này. Bị bệnh đó. Cái gì em vô nhà vệ sinh em nói cái gì cái gì vậy tiếng cái gì vậy nhảy lên vọng vọng nghe chào em đâu dạ gì chào mừng gõ gàng em mà à, bây giờ chúng ta tạo ra cái series là đi đi sinh tồn đi đặng cho mấy em kia mới vào chơi biết biết đường chơi cho em quẩy hết tiếp luôn. Đúng rồi, còn ba mình là gì nè, xóa bỏ mấy cái ngày mấy cái chức danh này hết đi. Tự đi sinh tồn trong cái map này thử coi sinh tồn nổi không. Để mấy em nói là anh ơi mới vào sao sống nổi. Em là thử cho mấy em xem. Đúng rồi. Mày nghĩ là chắc con cũng chơi được á, trừ cái sao mạng ra thôi. Có sao đâu trời, em map map băng anh còn anh với anh Phương còn chơi được mà sao mạng hay gì nữa. Này là trên sa mạc nè. Cái sa mạc nó rộng đến nỗi là không có một cái cây, không có một nguồn nước luôn. Em không có đồ em ăn cát sống. Xây cái gì trời? Xây mấy cái chỗ tựa lưng cho người ta, mấy quỷ này nó cứ đập 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 hoài. Để đừng quay quay thôi. Như cho bắt cái gì vậy tiếng? Bắt đi em. Trời ơi ổn quá. Đấy. Rồi cho mình vô đây ngồi ngồi đàm đạo nè. Giới thiệu về đúng rồi. Cái gì vậy giờ đang quay video mà. Hả? Tớ không quay video. Video video là video, video với video là hai thứ. hai thứ. Hay đó em. Giờ anh mới phát hiện ra quay video với mà quay video là hai thứ. Chắc em tiếng là suy nghĩ là quay video là quay theo kiểu làm game của anh đúng không? Còn quay video là cầm điện thoại quay. Chắc kiểu vậy thôi. Ủa anh Phương đang quay hả anh Phương? Đúng rồi, nãy giờ anh quay mà. À, từ lúc biết luôn á. Từ lúc hello nãy giờ mà. Thì quay video, thật ra là làm YouTube quay video game là gì thì quay là những cái gì mình đang chơi game. Mình cảm nhận nó vui là được rồi. Thì mấy em kia xem thích. Bài nhạc set luôn. Thốn. Set gì em? Luôn cái bài gên ghi mít chứ xích xích gì đây bài như cái lò đó ba nó giống như cái lò đúng không nó như cái lò lò nơi nó lò thôi đi cương thì nóng như cái lò là nó như cái lồng như nữa từ sáng giờ anh với chị Trâm hát hoài cái lò nó lại rồi nóng như cái lò với nóng như trong người thì làm sao phải mặc nữa. Thì sáng giờ livestream anh với chị Trâm là hát hoài. Gì vậy? Không mà cái bài đó hay mà đúng không? Tuy là nó không có gì cả nhưng mà nó nghe nghe ghi cái nó ghiền ghiền. Đúng rồi anh. Ừ nhưng mà nó bài có cái xăm xăm gì với Mr. A hả? Sao anh Phương nghe nhạc tổng hợp đó. Nó có cái để nói. Hay hay. Nó như cái lò. Nó như cái lò. Cái là nó như cái lòng 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 lưới hoặc là hạt chế hoặc là lòng lưới hoặc là banh cái video luôn. Video em nhỏ coi không em bị ho mà vâng sao lại vãi của em vậy phá đi em nghĩ sao mà trước cửa đập đặt cái bàn kỳ kỳ nước chảy tùm lum hết trơn cái nước là phải em đặt đâu thằng ngu nào hả anh cũng không đặt rồi đó anh không biết luôn sao hả? Ở trong này là cái gì ở trong này là cái đất của anh có ba thằng bốn thằng không thằng nào đặt mấy kia làm gì đặt được nhìn nào dễ sợ không anh coi nè ra đây coi nè đâu nước nó chạy qua nhưng mà nó không ra ngoài nè ừ game này cũng tào lao dở lắm nè xin tường luôn cái quỷ kia nó uống thuốc lắc hay gì lắc từ đầu mùa tới cuối mùa như vậy
Tên anh tên Phương lát ơi, sợ trong mặt á. thay đơn Phương ơi, cái gì thay đơn Phương ơi, hay đây nào, đời hay thì đó đờ hay, hay. lắc từ đầu mùa tới cuối mùa lắc hoài kìa. Ừ có em cái gì cho em xin cái yên ngựa anh game offline ơi, cái em này chắc là em này hồi chiều ăn cắp cái con ngựa của anh rồi chứ không đâu. Giờ có con ngựa giờ càng yên ngựa nữa, Đúng rồi đấy, anh điên suy tính rồi. Thánh hồi suy luận hồi hồi chiều anh có con ngựa ghi cái đây nè, mà có cách nào khóa con ngựa này lại được không Tiến? xích 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 nó vô kìa, Xích vô cột anh Ừ còn hồi chiều like phát like thì mấy em kia kêu anh ơi anh làm con chó, anh đặt ơi. chó cho đứng canh cửa đây em làm được không, em đặt hai chó đây cho anh coi anh học theo ơi. Dễ ợt mà. Đâu đã làm đặt hai chó để anh đặt con ngựa của công chúa y mộng đứng đây rồi, anh đặt con ngựa của công chúa y mộng đứng đây đi ha. Không, anh vậy muốn nó đứng ở đâu? Đứng kia bên này đúng không? Như Ở vậy. đứng trên hai cái cục đá gạch này đi, nó Rồi đó cho anh. nó canh, nó canh cái vương quốc. Em không có obi không, như không đặt được ta ta. Đặt Đây lên anh nó được không cho, nè? đây anh cho, đây anh cho. Đến cho. Đó. Không không có sư tử đá thì chúng ta đổi qua thành cái gì nè, Cho con đá. chó đá. Hay với ta, hồi sáng là anh Rồi. cũng làm vậy mà có thể là nó bị lắc hay sao, đừng có thả nhiều chó quá anh. Có thả đâu bà. Thì thằng nào thả ngoài trước hai ba con kìa. Chắc ngấy Tiếng ơi. gì. Thả tùm lum. Anh kia em thả mà. Nhưng mà quan trọng là hai chó này đi không? Không đi anh ơi. Không, cho nó ngồi xuống nó đâu đi đâu. Nó ngồi như vậy hả? Đứng nó ngó mình vậy. Ngon. Nó không có sức, nếu mà nó ngồi xuống thì không di chuyển được. Mà nó đứng dậy rồi á, anh bay sao thế nào nó di chuyển một phát một tới rồi. Rồi ok quay được rồi, quay được được rồi. Đấy, đừng có đẩy chó xuống thanh niên. Con Đứng chó gì? này Đứng vui gì không, được. con này Đặt nó con vui im bờ đây vậy là nó nổ nữa. Ê nổ đó. Đâu mà banh được, Lên em. Đẩy chó lên là được xuống không? nè, lính canh là hai con này mới đúng rồi. Ẩm con Thế. chó lên thôi tào lao. Đặt Đi xuống khác. Đặt hai con chó lên cho anh nhanh lộn lên. Anh tạo ra con ngựa của anh nữa. ấy con mèo gừng nó ăn cái gì đó ta? cá anh ơi, Cá con cá, con mèo ăn trái chứ ăn gì anh. mèo ăn xương. Ăn xương cũng được. Đó con này mới gọi là đính canh nè. Con gì đây? Con À heo đúng. với đi ngủ à? Gì? Rồi thôi làm lính canh của anh tào lao, làm hai chó cho anh đi, Bị cờ làm hai chó anh đi đừng có tào lao nữa. không có Ê, chó nào yeah. mà gọi là quên rồi. Yeah, xây lại chỗ này nè. Anh muốn kiếm cái gì anh quên bà nó trời. Mày gì mày tạch 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 vậy gì mày nhanh nhanh dùng giật kia. Gì đây? Gì mày như nhúng 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 vậy? Đau rồi, một hình đi bị hư đâu quên. Ho hoài gì trời. Con ngựa đâu vậy? Con ngựa là cái cục màu gì vậy? Màu đen cái cục kế dân làng à, đúng không? À, cái cục màu 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 bên nào? gừng, bò nấm, Màu con cứt mực, cho anh. con gà, con cừu, con Cứt lợn, con giám hộ. cho anh. Rồi, anh kiểm tra kho đồ. Đó. Vải Giờ anh nó muốn còn dưới này hàng nữa đâu ơi, có nè ơi, còn dưới này hàng nữa mọi người trắng anh ơi. nè. Đúng rồi, anh cưỡi bạch mã. Thôi Anh con được. đó nó hơi đen đen rồi, không có im đâu. Em giết nó đi. Em làm kiếm thành nè, kiếm thành. Trời ơi con ngựa như con bò sữa như vậy. Kìa quả tèo. Đó. Đừng 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 để anh con ngựa ăn gì vậy? Lẹ được thùng hóa đi, leo lên đã. Tay 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 không cưỡi ngựa đi. Thôi để anh đi anh, để anh đi anh. Đợi. Học rít đó mấy em. Đừng 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 để anh cưỡi ngựa, để anh thu phục. Con Thôi ngựa một phát một nữa. thôi 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 để anh Ủa nãy sao anh không chịu, con nói với con nãy y chang mà anh khác đâu y chang, nó cũng có nâu đi ra em xử chảm bị cà lông ơi. Rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi được không, ok sự chém được không, không được đánh mà. được, không nhanh không đánh được.
em lôi nó ra ngoài em xử Tôi quay ra ngoài giết. đúng rồi ơi nó giết con ngựa của anh kìa. Ê anh đi ăn này là anh đi ăn và lóc không phải anh đâu khùng ai ở trong nhà anh làm gì có kìa nó phóng lên ngựa anh nó cướp ngựa anh kìa dạ đây nó thanh niên cướp ngựa đây anh đang gọn người chết có anh quýnh à. Anh quýnh nó mà cho nó hồi té hồi nó chết ngắt con ngựa đó tôi xử nó liền em đưa anh cái kiếm sự chảm một hit kiếm một hit luôn. vãi cả đội sức mạnh vãi tèo xem cường hóa sức mạnh được hay vậy được mà level 32.787 rồi con ngựa của anh rồi đi xuống khoan ngựa khoan bây giờ nha để thử lại thử sắp sắp nét thành hả em dạ mình còn ủa gà trong mấy cái việc này quá đúng rồi cái này cái này này ngon đi ra đi ra đây còn con ngựa của công chúa đi ra đi ra nó lộn ngựa đi theo mát cho anh ơi đừng có cường quá nữa anh ơi hả sao em cái đó là mát rồi đi 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 đặt con ngựa ở đây đâu ta làm cái cung sấm sét đúng chết yeah, quay quay đi qua đây ngựa đi qua đây con đi qua đây đi qua đây ai anh anh để con ngựa ở đây mấy người kia nó ăn trộm được không thầy anh dạ không anh ơi trong khu vực có anh mà sao hồi sáng có hàng ai có em kia ăn trộm được anh biết anh đi ra cái cột được cái gì kìa ơi được kìa anh cột mà được mà đi ra đây đi ra chỗ khác anh cột đây rồi nó thằng kia nó cởi ngựa anh hoài kìa đi xuống nó được kìa thấy không được rồi được ủa vậy sức sao sao nó cướp cái ngựa anh được rồi kìa cướp là tập gì mạnh đi kìa tới em kìa đi xuống con ngựa này của anh mà em cho nó mặc giáp mà đúng rồi anh nãy giờ anh đang tìm cái giáp nè cái giáp kim cương đúng rồi đổi tên con ngựa sao ạ hai bảy không cái nem tát là anh sao à ngon lành nem tát gì hả nem tát sao em ơi hãy nhìn coi mà đâu mà anh phải dùng cái bàn cái ve anh đổi tên cái anh lấy cái ve đi à, giờ anh muốn tên gì thì em đổi cho anh đổi cái ve anh đổi bạch mã công chúa hả bạch mã công chúa nó thấy ghê không em đặt qua cái tên là siêu nhân ngựa cho nên cho nó sang sang ha siêu nhân ngựa hả chứ có siêu nhân chó phải có siêu nhân ngựa ok chiến mã thần tốc anh ơi mà chiến mã thần tốc nó đặt như gì viên siêu nhân nhưng mà đang gì mà kêu là bạch mã ôn ngựa phi chiến mã thần tốc là cái gì chiến mã như vũ bão đâm luôn một cái chết luôn kìa nó đi chơi cừ kìa đặt ngu quá ngựa cừ kìa cầm các cây bạn kiếm với cầm cây kiếm với cẩn thận anh ơi một cái tay chết luôn á băm giáp luôn á sức mạnh để nhiệt độ sắc nét với lại sức mạnh là full luôn rồi siêu nhân ngựa bà nó mới ghê chứ nghe con ngựa là thấy già đó chắc quăng cây yên vô cái kia làm cái cung sấm sét quăng cây yên vô quăng cây yên vô cung sấm sét kiên đâu là kinh khủng đây 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 anh cứ đợi tí đợi tí để em lấy cái thêm cái giáp ngựa đó rồi anh nên thường rồi ngày anh thấy là thấy liền mà sao giờ kiếm hoài kiếm méo ra đấy à đây này giáp kim cương được rồi trúng lên à, anh có giáp kim cương nè rồi có yên luôn phải không thêm cái hai bên đi cái thùng hai bên đó đi thôi à, em đổi lại đi ngựa của ý mộng đi ơi đâu rồi cái thẻ đôi tên đâu cái thẻ đôi tên sao lấy được rồi để đèn cho công cụ á công cụ á công cụ dẫn cùng ra có cái gì dẫn theo anh rồi vô công cụ rồi sao nữa cái chỗ cái thẻ ghi tên đó anh thấy không từ gần cái dây dẫn theo á kế bên á dây dẫn theo hả kế bên cái thẻ ghi tên á ở trong cái gì trong cái nguyên liệu hay là công cụ công ba cụ cái hình cái rìu á công cụ là ghiều ok và thẻ ghi tên rồi xong rồi sao nữa đặt bấm với cái đe nè anh bấm vô cái đe mới được hả? Bấm vô cái đe xong rồi bỏ cái thẻ ghi tên vô đầu tiên xong rồi xóa hết cái dòng chữ thẻ ghi tên đi rồi anh muốn đặt tên gì cũng được à hiểu rồi đặt màu được không em không biết nữa hình như nó chỉ có màu trắng rồi tiếc em biết đổi màu liền
biết anh gì anh chắc nghĩa là đưa cái tự vô là được đúng không? Ôi chết rồi. Nói như trâu vậy đó. Ủa chưa mua mì tôm nữa hả? Chưa, nãy giờ ngồi đây là bị dụ ở đây nãy giờ nó có đi được đâu. Thì đưa gửi tiền lên mua cho. Xịt cho em ít đi. Anh lên mạng đào về. Mấy bạn đạp về tiếng gửi lên qua cho trình 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 giả lập ha, trình Thôi đào không được hình rồi em ơi, không có đổi được rồi. đổi được nhưng mà không có màu anh ơi. Có màu anh. Đây đây. Màu làm sao chị em đổi màu chứ, Màu như nào? Để như mấy cái ký tự quà vô, nghĩ để mấy ký tự vô đúng không? và C và L đúng không, đúng không? Rồi. Đó anh ơi, đi. Nhìn. N B T I Có đâu? chiến mã đó bà, màu xanh đó. 81M1. Ủa sao em đổi được ạ? Em gắn cái thẻ đôi tên vô em mới đổi được hay gì? Giờ anh cầm cái thẻ đôi tên đó, anh đặt NBD cho em, giờ anh bấm lên nữa. Sao anh đổi nó tên đi con ngựa không được? Đâu anh cầm cái thẻ đôi tên. Rồi sao nữa, anh bấm vô ngựa qua đi xuống rồi. Bên kia đi xuống rồi, xử trảm bị cà lòng rồi, nhanh lên này. An lôi nó ra xử trảm an. Đây ở đâu bay rồi được ba Không được em ơi. anh ném cút đi về chết coi. Không có được. Sao kỳ vậy? Đây nè anh lộn đến lộn cái tự nè, đó em đặt cho nè, ngựa thần nè Hay đó. vậy? Cái chỗ mà cái hình kia của anh sai kìa, cho nên nó bị lỗi. Cái hình nào? Anh thấy cái dấu mà cái dấu chữ vè á, thấy không? Anh đặt sai kìa. Và C và L đúng rồi mà. Tao anh đặt xuống em. Anh coi lại đi kìa. Được, anh yên. Phải đặt vạ không? Phải đặt chữ vạ không? À, chữ đúng rồi, cái vè xong rồi vè số cái nữa. Số hả? Hai số luôn. Em vừa đặt sai tên số á, nên nó không ra màu. À đặt số chứ không đặt chữ được hả? Dạ. Quỷ này cứ leo lên hoài chứ chém nó quá. Lại em loại thằng Itachi ra xử nó. Để em cho nó một lệnh cho nó đi bụi đi. Y tại Dạ. chi hả? Ngu như chậu. Chơi Xì chưa? chùm bi gay gì. Cái gì vậy trời? Wow. What the Sao anh đổi không được? Anh Hương có Anh nhỏ cầm cái thẻ đổi tên đó. Xong rồi anh chat cái chữ NB gì kìa. rồi. NB TI xong rồi cách ra nem, cách ra cái và số, anh cầm và số. cái thẻ đôi tên rồi sao nữa? Anh nhấn chữ set NB TI. NB Anh chị châm TI. ơi, bước em đi chém anh chị châm ơi. Rồi sao? NB xong rồi cắt ra chữ nem. Rồi. Rồi cắt ra cái nữa. Và số cái nữa, xong rồi ghi ghi cái tên mà mình muốn đổi cho cái đó. Đâu em enter cái này, em enter cái Anh Phương mò cái gì cũng được gì. Anh phải mò từng câu lệnh anh sau này anh mới biết đường quản lý cái server được. Đúng không? Mấy em mà xem thì mấy em biết thì nó không nói gì, mình đâu có biết đâu. Mình phải học từ 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 từ. Anh Phương ơi, viết cho em cái chữ kiếm chạy chạm đầu. Không. Đây nè anh thấy không nè anh Phương. Con ngựa cười cái quần. con ngựa cười mười hăm răng lên cơ Hi 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 kìa. đâu cái tự cái anh đang đợi cái Em chat rồi kìa, anh thấy không? Anh thấy trên cái hệ thống chat không? không xin giùm đâu phải tè vậy. Ok để em ghi lại đây. à ok thấy rồi NBTI này đúng không? Vậy lại Dạ ra hả? dạ Ok hiểu rồi, mà cầm cái thẻ tôi tên vô mới được đúng không? dạ chứ không có đặt vô cái đe đâu. Có cần nhấp vô ngựa gì không?
Theo anh hình như anh theo dấu cách ngay chỗ cái phía kia kìa. Dấu cách ngay chỗ cái chỗ số 4 á. Ok anh hiểu rồi, nhưng mà anh có cần chỏ vô con ngựa gì không? Anh enter cái là cái tên của anh nó sẽ đổi màu với là đổi tên thời gian như anh đặt á. À, vẫn chưa hiểu lắm ta. Thôi nói chung là NBTI Cách là anh em. nem. Rồi cái số màu đúng không? Dạ. Mà cách ra Mà cái tên cũng đặt. Tới giờ lắc nữa rồi. đặt dài dài thế nó như thế nào, sao trả ra vậy? N chữ B sai cho anh, chữ B B thường á. Bay bò hả? Dạ, bê bò chứ không phải bê phở đâu. À ok ra rồi. Trời ơi dễ gì mà mình làm nãy giờ mới được. Sao làm chữ chiếu được kìa ông ơi. Hả? Chiếu Chúng gì? nó hoài được đâu. Sao không được? Đó Chắc đọc không? tên vô. Nào ơi, ta tạo cho ơi. Ủa sao mà có chữ có màu đồ đẹp vậy em, chị anh làm chứ? Ai cũng kiểu vậy hả? Cái bảng màu rồi. Cái bảng màu mà cái chữ chiếu là sao? Em không biết anh ơi, trong này cái kiếm nó không đổi chữ chiếu đâu anh ơi. Ê. Là chữ U á, nhưng mà ở đây nó không cho Đúng rồi, trong đó anh thấy là nó không cho xài đó. kiếm chạm đầu. Ngon ngon ngon. Sẽ đi xử từng thằng chú nào nào thằng nào thằng nào nó gấp của anh này kìa, báo. thấy chưa, thấy chưa an Yeah. nè, ngựa thằng của ý mộng nè, thấy chưa, thấy chết chưa, Hay. chết bảy màu chưa. Có. Đâu thấy Đúng bình thường mà. rồi, đang chớp cái chỗ trên không nè. Ủa, đang ngựa hả? Ngựa bạch kim nữa không? Đâu? Đây là Anh ba em ngay chỗ ba cái cột nè ba. Quay qua đây, thấy không? Đây. Con ngựa này á, nghĩa là nghĩa hai cái hang, đang đứng à. Đây cái chữ ngựa thằng nó chiếu màu đây nè, nhưng mà làm thế nào để đặt cho tên của con ngựa nó chiếu á, Đó không được anh ơi. không được à? Sona DJ hả? À. Nhốt con ngựa của anh lại đi, không thôi nó đi vòng vòng bị mấy em kia ăn trộm mà sao. Để Thanh niên cỡ 5 phút 10 em ngàn. gào lại cho. Đúng rồi đó, ai cởi phải tính tiền. Em Sao anh giết chó này không được vậy? trả anh 3 tỷ cho, em lấy luôn con ngựa. Sao anh giết chó này không được vậy? Đúng rồi, làm cái chuồng ngựa lại đừng cho mấy em kia dắt. Ra em đặt. Nó nhảy qua được mà anh. Gì vậy? Rồi tiêm đặt em là 2 tầng đi. Ta gồng gồng ra em. Ngựa. Gồng nữa hả? Ngựa Mà làm mấy cái cỏ tượng trưng cho ngựa nó ăn. ăn cỏ thiệt chứ tượng trưng như vậy. Cái Cho này hố gớm nước. mà. Ủa không Cho. nhận bị nhận nhận ra cỏ với gom nó khác nhau Mấy khi đi vô trời ơi nó tung ra kìa, nó tính nó tính đào ngũ kìa. không nhận ra thiệt là cỏ với gom nó khác nhau. rơm là cỏ khô, cỏ là cỏ tươi. Gì rơm là cỏ khô em không nghe. Lão này Này. Tôi vô gì em. lét ngựa đó, anh đặt ở phía trước này nè, mình đặt ở phía trước này đi các bạn. Ngựa thằng của ý mộng họ quá, họ đi đã chỗ Làm khác. đổ nước cho Cái gì em? làm cái đổ nước cho nó luôn. Làm đi anh làm lại cái chỗ này. Ôi, ở mắt dẹt tránh da coi. Ngựa thằng với hoa là luôn nè. Em biết làm ngựa bất tử luôn đó, không bao giờ chém được luôn. Ồ, cái này hơi cao rồi. À, các bạn thấy giờ cái này mình làm quản lý server ghê không? Mới có mấy ngày thôi Lên cờ ghê. mà. Thấy cái server này anh cài không đó. Hồi Để sáng là tại bị em hack là do là cái gì nè, do là cái nick của chị Trâm bị em nào đăng nhập vào thôi. Cho Ủa nên lúc đi này là chị mình có bảo của anh không? Chắc có mà đúng không? có đâu bị gì Trời, đâu. trời, giống như trâu luôn. Trời. Bây Gì giờ vậy? Tự chung ra ngoài.
Rồi. Ủa. Mấy cái này Bao nó mấy cái bó này nó phóng lên được không? chắc nghĩ cột dây với nó phóng được đâu. Đúng rồi đó. Rồi cho nó nước nó uống. Xe gì trâu. Nên thích được sống chung với ngựa Đang ấy. ngựa nó yêu quá nè, nên chọn trái tim rồi. Ngựa hằng của ý mộng nó chơi giỡn đâu trời. Này ngựa cái Ủa, gì em hơn. Dĩ nhiên là ngựa ái lực cái với nước rồi. là cái gì vậy ta? Cái gì Ủa em? lại không phân biệt giới tính thì sao em hơn. Sao không Anh trời, kinh nghiệm biết bao nhiêu năm mà thôi em hỏi kỳ giặt cho coi anh Phương. vậy? Em phải nhìn, em nhìn cái bộ lông nữa là em phải biết ngựa là cái hay đực chứ phải dạch ra là sao em? Em dạch cái gì bây giờ? Đúng Hai không? thanh niên tự nhiên đưa vô góc nhau khó chơi. Dung nhạch đậu nha là biết cha được cái rồi Rồi thanh thanh niên nữa hay nữa. bà dạ không chưa nói rồi Ủa nãy giờ là đang quay video đó hả ta? mà Đây chuồng ngựa thôi để đèn cho xịn, còn ở cái lâu đài thì toàn cắm đuốc không à, em có thẩm đồ mỹ thức không à. vậy? Mua tôn trọng con ngựa này, ngựa của gì là ngựa không, ý là ngựa của tâm bạn rồi Đây đây ba. em có Tạm một có bó. vé đi với ngựa này lắm, Cạp anh nói thiệt. Cạp 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 cho cạp. coi em Phương ơi. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ này, cái con ngựa này đi ra được không? Nó đi ra được á. Không, anh nghĩ gạo lên sao đi ra được. Nó phóng cái một gà à. Đâu ra đâu. Đâu ra đâu. Em gạo lên gì là không thể nào ra được. Nhưng mà nó búng lên được á anh. Để em thử. Búng có dây mà. Đó. Đấy, nói chung ra ngoài không? Ghê như vậy. Gạo ở trên lên luôn. Đúng rồi, nãy giờ quên. Đậy nắp lại. Đúng rồi. Quay video mà nói chuyện bựa vãi Có đâu bữa em đậy cái nắp lại thôi mà. tèo Farm ngựa thằng của ý mộng ghê chưa? Thấy chưa các bạn? cái chiếm của anh chị Trâm chém con đòn anh đó là một hit đó. Thấy rồi, sức mạnh của là bao Đâu mạnh quăng, luôn. quăng qua cho anh đi coi. Đây nè. Qua đây anh. Khoan khoan, để em đề phòng. Bay lên cây kìa anh ơi. Lượm đi Rồi. anh, lượm đi anh. Rồi, em Thôi lấy đi. xong. Thanh niên block lượm rồi. Block. Trả đây chó siêu nhân. Cuốn thử cái chết không được rồi, cuốn cái chứ không. Ngắt vô chết. Một tiếp đi. Đâu Thiệt quăng quá. quăng qua cho anh mượn ấy. Thỉnh quấn em cả anh cái chết không? Ngắt À vô không không chết. chết. Ủa Sức mạnh của nó là 40 mấy ngàn, phải tèo thật. thấy ghê vậy. Ủa nó mà làm sao mới được cái kiếm đó? Anh chen lên. Cái Ở kem trong trên kiểu bình thường chắc bao giờ đấy. Đâm châu. cái đó là để kiếm hành kiếm để chạm đầu đấy, thằng nào bố láo để chặt cái nhẹ. Chuyện này kiếm dùng dành cho trẻ sau. Đâm con mẹ nó giáp. Một khác một là hư hết chứ ai. Được, để tối em ngủ mình à, để sáng mai em ngủ mình nhỏ cái solo. Thanh niên tối ngày do ăn hiếp fan không kiếm chạm đầu còn những cái kiếm quyền lực nhất trong đấy bị giới hạn level chứ còn quay cái này phá cái này là đi em để cái bàn này chi vậy đâu quá đẹp anh ơi hiểu anh luôn không nhưng mà sao mấy con chó này anh chặt nó không được vậy chó người ta sao anh chặt được chó còn có một con này các bạn sao em để gì chó nữa sao không để để giết mấy con chó này đi trời chó nó đặt lên trên này đứng mấy nó thanh niên này sự đứng ơi đẩy đẩy mấy chó xuống hoài à anh Phương nhìn thấy con chó nó tắm chưa anh Phương chưa cái vũ vũ nhưng chó thiệt luôn một phát một chết ngắt gì cho thiệt tắm là phải nó phải vũ hơn kìa thanh nhìn niên mặt kia tắm chấm chấm chó hả nhìn mặt cho anh mình thấy buồn vậy anh tim thấy mình chó anh tắm coi nó có vũ bà đâu toàn là phải sấy nó thấy mà À, phải rồi bây nó dụ nó nhủi 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 xong ra cát lại
solo không à, solo không em. Có lại gì đó mình đâu. Anh Phương ơi, xây tháp hết fan đi anh. Hôm 12 giờ gửi rồi, qua thôi nghỉ coi. Ngồi chém gió lát nữa ngủ. Nghỉ quay video rồi. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn nha, trễ rồi. Thôi hẹn gặp lại tất cả các bạn Nó mới ở vũ video sau. Cái gì? Thôi hết video sau. Cái gì à? Thằng kiếm chiên chị trẻ trâu, chiên chị Sú Nhi. Em đảm nó mấy cái nó bay vô nó mới chém em. Em phạt nó một cái vụ nó hư hết rồi mới dám luôn. À, em muốn chém đúng không? Dễ mà, đâu có gì đâu. Một chế độ thần linh. Để chắc anh chị chung cầm kiếm luôn á. Đến đây Có bật bật gót được hả? là... Dạ được. Là bất tử luôn á, chắc mọi tất cả trừ kêu. Đó Kìa thôi. kìa 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 chị nó chết nó bài bút kỹ luôn kìa. Mới thôi bữa giác hồi nhỏ luôn Yeah. á. Tới già rồi. Đang cầm nó chế độ thì nó tiêu luôn kìa. Này thì em... Đó, chị Trâm ơi, bye bye là em nào con cho con chó nó vụ rồi. Thôi chơi rồi. Viết người. Nên là bị lắc lắc hoài. Gì vậy? Đánh chó hả? Đó, coi anh. Vũ đi. Đó, quay sao luôn, nó lại rồi, rồi nó vũ xong luôn rồi. Rồi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ở đâu? Nào? Ở đâu? Bắn lại. Ờ... Phải khoan, để cho bên tới. Quay. Rồi tắm đi. Rồi tắm nó đi. Dạ. Rồi. Đó, Rồi. nhìn, nhìn qua hướng em, nhìn. Đừng lăn lăn lắc À, thấy à. Chưa thấy kịp. Chưa thấy kịp, em qua đây nè, em ta đây nè. À, thấy rồi. À. Thấy đúng không? Gõ thử cái là chết luôn. Đau đó. Oh. Đau, đau. Kiếm, mình kiếm anh chị xuống đi. Tới giờ quánh DJ Lên nhạc rồi. Nhìn đổi kênh, đổi kênh với tùm lum. Thôi em hết rồi, ba. Ok, thôi anh cũng nghĩ luôn. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Mình tạm dừng video này đây. Mà chúng ta tiếp tục. Rồi, nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình với mà mấy em si chum với Block Canada các bạn. Rồi tắt video nha. Khuya đuối quá.